Nhà hát thành phố. Nhà hát nào thượng nhất? Nhà hát Hòa Bình. Nhà hát nào thấp nhất? Thấp nhất hả? Thấp nhất là mấy cái nhà hát ngoài trời. Nhà thấp nhất bà không biết luôn á, chỗ nào? Không biết thôi. Thua. Mấy cái nhà hát ngoài trời. Thua. Nhà hát nào? À, nhà hát của mình là bự nhất luôn á, rộng, nhà rộng nhất luôn á. Cúp đi, nghe đi về nhà. Đi giỡn mà. Ơi. À cái chỗ đó người ta chờ. Ta rào để chờ khách. Ta chờ cái đoàn khách á, ta có đặt vé sẵn á. Mình đâu có đặt vé đâu à. Thì mình lấy vé rồi, mình vô mình ngồi rồi. Còn mấy người kia người ta chưa có gì. Có vé tao mới xé vé tao mới cho vô chứ. Đâu có ai vậy. Ồ. Biết gì? Nhà hát đầm sen nè. Nhà hát chắc nhà hát đầm sen quá. Này có nhà hát. Thua. Nhưng mà nên là con phố. Nhà hát nào? Hát này nè.